Chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học tiếng Anh lớp 6 trên trang web olm.vn Cô đố các em biết ngày quốc tế gia đình là ngày nào? Ngày 15 tháng 5 hàng năm chính là ngày quốc tế gia đình, tôn vinh những giá trị gia đình. Gia đình luôn là điểm đến của tình yêu và hạnh phúc. Trong bài 4 này, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về chủ đề gia đình. Unit 4 This is my family. Phần đầu tiên Language Focus. Phần một từ vựng Vocabulary. chúng ta biết ông bà sẽ là người đẻ ra bố hoặc mẹ sau đó bố mẹ lấy vợ gả chồng và đẻ ra các con đây chính là các em các em hãy đặt các từ vào đúng vị trí nói về vị trí của từng người đúng rồi đây chính là ông grandpa hay chúng ta có cách viết đầy đủ đó chính là grandfather đây là bà grandma grandmother đây là bố dad Father. Và mẹ. Mom. Mother. Đây chính là anh em trai. Brother. Đây chính là chị hoặc em gái. Sister. Cả bố và mẹ còn được gọi là Parents. Ông bà sẽ được gọi là Grandparents. ông bà còn đẻ ra một người con khác mối quan hệ giữa bản thân em và người đó sẽ là bác chú uncle hoặc cô gì aunt hai người này có con thì những người con này chính là anh chị em họ hàng của chúng ta cousin uncle aunt cousin trong một gia đình nhỏ chồng sẽ là husband vợ là wife con trai son con gái daughter khi nhắc đến con cái nói chung chúng ta hay dùng từ children husband wife son daughter Children. chúng ta chuyển sang phần thứ hai ngữ pháp grammar trong ngữ pháp bài này chúng ta sẽ học về động từ chính have các em hãy nghe đoạn sau do you have any sisters cậu có chị gái không yes i have two sisters có, tớ có hai chị gái. Has ở đây chính là động từ chính mà nghĩa sở hữu, có ai, cái gì. Về cấu trúc, cô chia làm hai loại chủ ngữ. Đầu tiên là chủ ngữ I, you, we, they hoặc chủ ngữ là danh từ số nhiều. Và trường hợp thứ hai, chủ ngữ sẽ là he, she, it hoặc danh từ số ít, danh từ không đếm được. Với cấu trúc câu khẳng định, chủ ngữ sẽ cộng với has. Ví dụ, I have two sisters. Tôi có hai chị gái. Khi chủ ngữ là he, she, it hoặc danh từ số ít thì động từ has ở đây sẽ được viết là has. Ví dụ, he has a sister. Cậu ấy có chị gái. Bây giờ, các em hãy chia chủ ngữ thích hợp vào cột. Đáp án đúng là... Quay trở lại với bài Ở thể phủ định Sau chủ ngữ là trợ động từ do thêm not viết tắt là don't cộng với have Ví dụ cô muốn phủ định không có cái gì cô sẽ nói I don't have two sisters. Tôi không có hai chị gái. Trong trường hợp còn lại sẽ là chủ ngữ cộng với trợ động từ does, cộng với not, viết tắt là doesn't cộng với have. Động từ have ở đây mình sẽ đưa về dạng nguyên thể, không chia. Ví dụ, He doesn't have a sister. Anh ấy không có chị gái. Ở thể nghi vấn Đầu tiên, chúng ta sẽ đảo do lên trước chủ ngữ, sau đó là cộng với have. Ví dụ, do you have any sisters? Cậu có chị gái không? Ở trường hợp còn lại thì chúng ta sẽ đảo trợ động từ does lên đứng trước chủ ngữ, sau đó là với have nguyên thể không chia. Ví dụ, does she have a parrot? Cô ấy có một con vẹt không? nếu đúng chúng ta sẽ trả lời yes chủ ngữ cộng do hoặc no chủ ngữ cộng don't trong trường hợp còn lại đúng chúng ta nói yes cộng chủ ngữ cộng does nếu không đúng chúng ta trả lời no cộng chủ ngữ cộng doesn't Lưu ý khi câu hỏi chúng ta dùng trợ động từ nào thì câu trả lời của chúng ta sẽ có chứa trợ động từ đó. Các em hãy làm bài sau. Chọn từ đúng. Câu 1. Ở đây là câu hỏi, vậy nên đáp án sẽ là have. Ở ý B, đáp án sẽ là do, bởi chủ ngữ trong câu là ai. Câu 2. Chủ ngữ là mình, số ít, vậy đáp án sẽ là has. ý A câu 3. An's brother. Anh của An, chủ ngữ là số ít nên trợ động từ là does. Và câu trả lời sẽ là doesn't. Câu 4. Chủ ngữ là they, vậy đáp án sẽ phải là don't. Trong bài học này, chúng ta đã học về các từ vựng trong gia đình và cách dùng động từ have. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo trên trang web olm.vn.